Truyền thông Nga vừa lan truyền thông tin Việt Nam đã chấm dứt đàm phán mua thêm chiến hạm Gepard 3.9. Dự đoán trong tương lai, cũng có khả năng Hải quân Việt Nam sẽ quan tâm trở lại khinh hạm Sigma của Hà Lan, từng lỗi hẹn đầy đáng tiếc trong quá khứ. Việt Nam chắc chắn không còn xa lạ gì với khinh hạm Sigma tùy từng phiên bản do Hà Lan chế tạo. Trong quá khứ, chúng ta cũng đã từng ngồi vào bàn đàm phán để sở hữu loại tàu chiến hiện đại này. Theo truyền thông quốc tế, Việt Nam đã từng đàm phán một hợp đồng trị giá 700 triệu đô la Mỹ với phía Hà Lan trong giai đoạn những năm 2013 và 2014. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, Việt Nam và khinh hạm Sigma đã đứt gánh giữa đường dù đã rất gần đích. Thậm chí nhiều nguồn tin còn cho biết phía Việt Nam đã tiến hành đàm phán mua vũ khí, đạn dược cho tàu Sigma, nhưng sau đó tất cả đều cùng đổ bể. Với việc dừng mua các loại tàu chiến lớp Gepard của Nga được truyền thông quốc tế nhắc tới trong thời gian gần đây, rất có thể Việt Nam sẽ quay lại với Sigma, một lớp tàu có thể coi là hiện đại hơn Gepard của Nga ít nhiều. Lớp khinh hạm Sigma do Hà Lan thiết kế có độ giãn nước tối đa 1.700 tấn, dài 90 mét, lườn rộng 13 mét, mớm nước 3,6 mét. Loại khinh hạm này có tốc độ tối đa 28 hải lý giờ, tương đương 52 km/h, tầm hoạt động tối đa 8.900 km ở tốc độ 14 hải lý giờ. Được ra đời trong những năm đầu tiên của năm 2000, thiết kế của Sigma là cực kỳ hiện đại, nó có biên chế thủy thủ đoàn tối thiểu chỉ 20 người. Toàn bộ công việc còn lại được hệ thống máy tính trên tàu tự động hóa hoàn toàn. Phiên bản mà Việt Nam từng có ý định đặt mua là Sigma 9814, thậm chí có độ giãn nước lên tới 2.150 tấn, sử dụng hệ thống cảm biến Thales Smart SMK2 hiện đại, nhưng yêu cầu thủy thủ đoàn lên tới 103 người. Giống với các tàu chiến lớp Gepard, Sigma 9814 Việt Nam từng suýt được sở hữu có thể coi là một khinh hạm đích thực. Tàu thậm chí còn có sàn đỗ và nhà chứa trực thăng tử tế hơn hẳn so với Gepard 3.9. Hiện tại ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có Indonesia là quốc gia duy nhất đang sở hữu sử dụng các tàu chiến lớp Sigma trong biên chế lực lượng hải quân. Trong khi đó, Gepard 3.9 hiện được coi là khinh hạm hiện đại nhất của Việt Nam. Nếu Việt Nam quay lại với hợp đồng mua mới các tàu Sigma của Hà Lan trong tương lai, chắc chắn khi đó các tàu Sigma sẽ trở thành tàu chiến hiện đại nhất trong biên chế của ta, xoán ngôi các tàu Gepard 3.9. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.